Khi mà tinh thần em xuống, người đầu tiên em nghĩ tới chính là con gái em và bà nội em. Bởi vì trước đây bà nội em có nói với em một câu như này: bà sẽ đặt niềm tin vào con và tin là con làm được. Đó là câu nói mà em không bao giờ quên được. Và con gái em nữa, bởi vì đã quá thiệt thòi nên em phải cố gắng để cho bù đắp lại những thiệt thòi mà con em đã nhận. Nhiều khi về thăm con và được con ôm con hôn, con khen: ôi hôm nay bố đẹp trai thế, hôm nay bố có mệt không, rồi bố nhớ con không, con nhớ bố lắm, rồi bố ơi mai con đừng nghỉ, bố cho con ra chơi với bố nhé, con chỉ ra chơi với bố thôi, con không đòi gì đâu. Nhưng mà thật sự ra là nhiều khi ấy, đi làm về mệt cũng có những câu động viên của con gái và những cái ôm hôn của con gái, em cảm thấy là những cái buồn phiền hay những cái mà mệt mỏi của em cảm thấy là nó tan biến hết, và em cảm thấy là điều em làm là xứng đáng, em xứng đáng làm những cái xứng đáng để bù đắp lại cho con gái của em. Thời gian đầu tiên khi em biết là em có con thì cung bậc cảm xúc nó có hai cung bậc cảm xúc. Thứ nhất là vui khi mình đã có một người con. Thứ hai là no, bởi vì là sao, bây giờ em lúc đó em vẫn còn rất là trẻ. Và hai nữa là chưa có công việc ổn định và cũng chưa kiếm được nhiều tiền. Thì em đã đặt ra câu hỏi là mình phải làm gì để có tiền để nuôi con, có tiền để cho con cuộc sống tốt. Thì nhưng mà em sẽ vẫn cố đi làm, em vẫn cố đi làm để kiếm được tiền để cho con mình có một cuộc sống tốt nhất có thể. Khi đối với hôn nhân thì em cảm thấy rất là suy sụp và rất là buồn, nhưng mà cái động lực lớn của em là mình vẫn còn một người con gái. Đó chính là cái động lực để em cố gắng để vươn lên, để có thể bù đắp lại cho con gái em những thứ mà con gái em đáng được có. Đầu tiên là áp lực về tư tưởng. Tư tưởng là thấy con mình quá thiệt thòi, nhất là thiệt thòi với con mình bởi vì nó không có tình thương trọn vẹn. Và áp lực thứ hai là áp lực về tiền nong kinh tế để nuôi con khôn lớn. Thì lúc đó em cũng không có tiền, không có nhiều tiền, thì em cố gắng đâm đầu vào để làm tất cả mọi việc có thể để con mình có một cuộc sống như bao nhiêu đứa trẻ khác, không phải lo nghĩ đến miếng ăn, không phải phải nghỉ học, mà con em vẫn sẽ được đi học và vẫn được ăn uống đầy đủ. Em đã từng níu kéo không phải là một lần mà rất nhiều lần, nhưng mà cô ấy không đồng ý. Không phải là không đồng ý mà cô ấy có nói ra rất nhiều các lý do, và các lý do đấy theo em tìm hiểu là không đúng sự thật, nên em đã quyết định là chia tay. Để nói về nguồn gốc của sự chia ly thì cũng không phải là do bất kỳ một ai, nhưng đến khi người quyết định là chia ly là em chỉ nói một câu đơn giản là em không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Thật sự ra cũng có nhiều người bảo em thay đổi rất nhiều, nhưng mà với em thì em cảm thấy em vẫn thế, em vẫn đi chơi với bạn bè, em vẫn đi đôi tông nào, em vẫn đi chơi tông nào mà nhiều bạn bè chơi với em người ta biết mà, em đi chơi với bạn bè em vẫn đi tông nào, về đá bóng vẫn mặc bộ quần áo đó, ở nhà em vẫn mặc các bộ quần áo đó, thậm chí bây giờ em có tiền để em mua những bộ quần áo đẹp em mặc. Nhưng mà với em vẫn cứ thích những phong cách, ví dụ quần đùi áo cộc và đi dép tông nào, em vẫn vẫn như thế. Em cảm thấy là em chưa làm được một cái gì tốt để ấn tượng cả. Em đã nói rồi ngay từ đầu, em được nhiều người yêu quý và nhiều người để ý đến, là đó là sự may mắn của em. Em vẫn cảm thấy là em là người may mắn, bởi vì là rất nhiều người giỏi hơn em, rất nhiều người có nhan sắc tốt hơn em, hát hay hơn em, có thể làm những cái việc mà em đang làm tốt hơn em, nhưng mà người ta chưa được may mắn như em thôi. Nhưng có khi một ngày nào đó người ta sẽ gặp may mắn như em, và người ta cũng sẽ được nhiều người yêu quý
nhé. Yeah.